chúng ta thể hồi hôn trân trọng và kính mến một lần nữa xin được thay mặt Serin cũng được lấy lời cho cơ sô và chúng thể trước đây chân thành cảm ơn quý quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình cùng trở về đây tham dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, theo như đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi đã chỉ 11 giờ, vậy đã đến giờ cô dâu và chú rể sang mặt quan viên hay họ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Lương Kiêu Sánh Xuyên cùng với cô dâu Đào Đào sẽ cùng tay trong tay bước lên đĩa đài đăng quang hạnh phúc của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin mời toàn thể hồi hôn chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía ngoài cổng huân trường để cùng chào đón sự diện của cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Và nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự diện của cô dâu Đào Đào Sánh Xuyên cùng với chú rể Lương Kiêu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị ơi. Ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của chính quyền địa phương, trung tâm tổ chức sự kiện Mạnh Mơ cùng với MC Xóa Đồng, cùng với nhà quay phim chụp ảnh YouTuber Mường Lầm TV lại được trở về với miền quê hương thân thương và trù mến, cùng ban tổ chức long trọng đoàn báo tin vui chương trình lại lễ thành hôn, hôn lễ của chú rể Lương Kiêu Sánh Xuyên cùng với cô dâu Đào Đào sẽ được trình trọng tuyên bố chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật nhiệt quý vị ơi. Bên dưới của một tình yêu để bước đến với nhau bằng một tình yêu chung thủy, và để rồi hôm nay vui xóm vui làng, vui anh vui chị rõ ràng đẹp đôi, phương loan sum họp đời đời, lá vàng chung thủy hát ngàn lời ca, anh nguyện cùng em bay giữa trời xa, anh nguyện cùng em xây cho đời thêm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến và thân mời chương trình trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đại gia đình hoàng tộc họ nhà gái của chúng ta sẽ có những món quà yêu thương, món quà ý nghĩa để gửi tặng đến cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trước tiên sẽ được trân trọng kính mời gia đình bác Thủy Thanh sẽ cùng di chuyển về sân khấu để trao món quà yêu thương, món quà ý nghĩa trong cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay đi ạ. Sẽ được trân trọng kính mời gia đình bác Thủy Thanh ạ.
kẻ ai nhớ kín lại. Bóng mi lù dù nặng ai em mù mà bếp cây nhà tành lại tô khóng mò nhà hay nhà ná tụp lại bóng mi lù trời không mua những điều hay chỉ bay bên lù trong sư hờ lu dàn pú dàn già lu ngài lu nhích em nhang lông lời lu bao lời nguôi nà lên in mo ải trên năm ta phong mùa lón lại ca khay bay nỡ phùa mía thầu coi bưng lê can nguồn chờ phú già chiến chờ ai chờ ai